đi làm hồ sơ thì ngay đó ngay chỗ ngay ta. Chỗ cái bà mà photo á, tại đó cần hồ sơ đi photo mày, xong rồi mấy cha nội đó đi làm trong bên phường á, dòm ông không mày, dòm ông mình thấy nó dòm nó vẫn cứ dòm lúc mày, ồ mất đứt gì đâu mày có chữ chứ thiệt, mất đứt lắm luôn á, trời ơi thiệt chứ. Đúng rồi, hơi khó ngồi xíu. Chị ơi cho bánh sáng. Thằng bánh sáng hay không? Lấy thằng bánh sáng. Lấy thằng bánh sáng đây giùm đi. Người ta đi làm hết đâu quay mấy hả? Ủa ai ai kêu em quay vậy? Đó, có gì đâu em quay đi chơi không có gì hết á. Sợ lắm, em sợ, sợ quay đi. Ai kêu hay gì á? Từ lúc nó nói có gì đâu. Từ ừ. Em nhức đầu em niềm nhầm quay vậy thôi. Nhìn ngon ghê mày. Mắm tôm. Ok ăn bây giờ cái gì chắc chưa làm cái gì đang làm cái gì xong rồi cấm gì quá. Nghe em nghĩ thôi.
rồi. Mà ăn bánh tráng khuyên chưa? Dẻo. Mà dẻo nhiều khi ăn mắc cổ luôn mày. Luôn cái em muốn mắc cổ. Không mà ngon thiệt. Đây là mày cuốn cái đó mày không có sợ bị rách á. Đúng rồi. Nhìn mình không biết nữa hiểu không? Bởi vậy